chú chó chim với Mim, nổi tiếng mạng xã hội qua đời. Ở tuổi 12 khiến nhiều người tiếc thương. Chủ của chú chó chim mới đây thông báo tin buồn. Khi thú cưng đã qua đời vì bạo bệnh, thông tin được chia sẻ. Chim ra đi vào ngày 18 tháng 8, sau ca phẫu thuật chọc giò lồng ngực. Một chú si inu với khuôn mặt tròn xe, luôn tươi cười. Nó đã giúp đỡ rất nhiều người trong mùa dịch, mang lại niềm vui, tiếng cười. Nhưng sứ mệnh đó giờ đã hoàn thành. Tôi tin rằng chim đã tự do trên bầu trời, nơi có nhiều món ăn ngon và những người bạn mới chim sẽ mãi trong trái tim tôi. Đến chu của chim xúc động chia sẻ, được biết chim mắc căn bệnh liên quan đến phổi, dù trải qua quá trình điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. Chú chó này được 12 tuổi, thông tin chim qua đời khiến nhiều người yêu mến thú cưng nói chung, và chú chó dễ thương này nói riêng không khỏi thương xót. Chủ của chim tổ chức tang lễ, đặt chim trong một chiếc hộp chứa đầy hoa, trước khi đưa đi an táng. Chim là chú chó quen thuộc với nhiều người dùng mạng xã hội, khi được chế thành các meme hài hước, nụ cười ngờ nghệch pha lẫn sự lém lỉnh của chú chó Sina Inu này chiếm được cảm tình của dân mạng. Hình ảnh của chim nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ chó được chế ảnh nhiều nhất. Thậm chí vào thời điểm năm 2020, năm 2021, chú chó này còn được nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới sử dụng hình ảnh để chia sẻ lên các trang mạng xã hội chính thức.